Đĩa dưa chuột mới sổi mình làm thôi các bạn. Khá là đơn giản, mình làm mất khoảng 15 phút thôi. Đấy là mình là quay đấy. Trông rất là hấp dẫn. Khi ăn thì vị nó chua chua ngọt ngọt và độ mặn thì vừa phải. Vậy làm thế nào để có một cái đĩa dưa chuột muối ngon và hấp dẫn như vậy? Thì mời các bạn cùng vào bếp với ẩm thực YouTube nhé. Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cách làm món dưa chuột muối sổi. Thì đây là những cái nguyên liệu của mình. Đầu tiên đây là dưa chuột đây thì mình lấy 5 quả dưa chuột này, dưa chuột này mình chọn những quả non và ngon và một một ít cà rốt các bạn. Ngoài ra thì mình cần là mùi ta, tỏi, ớt, hai quả chanh. Và bây giờ thì mình sẽ đi thái các bạn nhé. Với dưa chuột thì các bạn sẽ ngâm sạch muối. Muối và giấm nhé, để cho nó loại sạch bỏ hết những cái gì mà là bám ở trong dưa chuột này. Các bạn có thể là gọt cho mình một chút bỏ ruột đi, một chút xíu. Để khi mà mình bóp có ruột vào, khi mà mình làm muối sổi này thì nó rất dễ bị mềm, thì các bạn sẽ bớt cho mình một chút ruột ra nhé. Nếu mà non thì các bạn có thể bỏ ruột, không có thì mình không bỏ thì cũng không sao đâu các bạn nhé. Và bắt đầu mình sẽ thái, thì các bạn sẽ thái cho mình khoảng 2 cm, 1,5 đến 2 cm, tức là không không mỏng quá. Khi mà mình thái mỏng thì nó không được giòn đấy. Đây như mình thái như này là ok đấy các bạn. Sau khi thái xong các bạn sẽ bỏ ra đây. Với những quả còn lại thì các bạn cũng làm như vậy luôn các bạn nhé. Sẽ bỏ bỏ đôi và bỏ ruột, bỏ bớt ruột đi. Sau đó thì mình tiếp tục thái. Đã thái xong dưa chuột, các bạn thái cà rốt cho mình. Thì cà rốt này thì mình sẽ làm cây thông nhé. Các bạn sẽ bổ cho mình hình tam giác đây. Sau đó các bạn làm cuống thông này. Đây là một cái cách tỉa hình khối đơn giản các bạn. Dùng để cho xào hoặc là các món xào, món nấu canh. Khá đơn giản thôi nhưng mà cũng khá là bắt mắt. Sau đó ở trên đây thì các bạn sẽ vót nhọn cho mình ở trên này. Các bạn chỉ cần ấn một thẳng một cái này, sau đó thì mình chéo một cái. Cứ thẳng và sâu khoảng 0,3 đến 0,5 cm. Càng xuống dưới thì càng to thì các bạn sẽ ấn sâu giúp cho mình và thưa dần. Đấy, như vậy là mình đã có hình khối rồi. Bây giờ mình sẽ thái ra các bạn nhé. Cứ để nghiêng ra và thái mỏng. Mình sẽ cho vào trong đây. Với rau mùi ta thì các bạn sẽ thái nhỏ. Các bạn sẽ thái nhỏ cho mình. Chút tỏi và ớt. Ớt thì các bạn sẽ bỏ hột. Bỏ hột rồi các bạn sẽ băm nhỏ nhé. Tỏi các bạn đập rộng. Sau khi nhỏ rồi
thì mình sẽ cho luôn vào đây nhé. Rau củ quả mình đã sơ chế xong rồi, bây giờ thì mình sẽ vắt chanh. Hai quả chanh này thì mình sẽ vắt tất luôn vào trong này. Với quả chanh thì các bạn sẽ bổ đôi. Rồi vắt lên nước cốt. Các bạn không có chanh thì mình có thể làm quất hoặc là làm giấm cũng được các bạn. Đấy, khi mà mình vắt chanh như thế này, chanh thì nó sẽ thơm. Thơm tự nhiên hơn là giấm, ngon hơn giấm các bạn nhé. Khi vắt xong thì mình được khoảng 40ml nước chanh cốt này. Nước cốt chanh là 40ml. Với cái chỗ dưa chuột này, khi mà mình bỏ vỏ và các thứ thì nó còn khoảng 800g. 800g thì nước cốt chanh này là khoảng 40ml các bạn, đổ hết vào đây cho mình. Mình sẽ cho là 3g muối gia vị. Đường các bạn cho mình 3 thìa, khoảng 30g. Và nước mắm. Các bạn cho mình là 1 thìa rưỡi nhé. Rồi sau đó thì sẽ trộn đều. Các bạn sẽ trộn cho mình thật đều như thế này. Khi trộn này cho nó tan hết, thứ nhất là đường, muối và chanh, nó sẽ ngấm đều hết cho miếng dưa chuột của mình. Thì các bạn sẽ bóp cho khoảng tầm 2 đến 3 phút cho nó tan. Sau khi mà bóp xong thì mình sẽ để khoảng tầm 5 đến 10 phút để mình ăn thì là vừa các bạn. Bởi vì khi mà cái dưa chuột của mình là thái dày ấy, nó sẽ ngấm sẽ lâu hơn. Và khi ăn thì nó cũng sẽ mềm hơn các bạn. Nó sẽ giòn. Khi ăn nó sẽ giòn và nó sẽ không bị mềm nhũn ra. Và ruột thì mình cũng bỏ hết đi rồi. Và các bạn xóc cho mình. Sau khi các bạn bóp đều rồi thì có thể nếm thử một miếng. Xem nó đã vừa chưa? Vị của nó thì là chua chua ngọt ngọt các bạn nhé. Và giòn giòn giật. Đấy, như vậy của mình là được rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho ra đĩa và để thưởng thức thôi. Bây giờ mình sẽ cho ra đĩa các bạn nhé. Đây là cái đĩa của mình đây. Sẽ bốc ra. Đây là đĩa dưa chuột muối sổi các bạn. Làm khá là đơn giản, là mình làm mất khoảng 15 phút cả quay đây. Nếu mà mình không quay thì chắc chỉ tầm 4-5 phút là xong thôi. Rất là nhanh, đơn giản mà lại ngon. Vị của nó thì là chua chua, ngọt ngọt. Và độ mặn thì vừa phải. Như vậy hôm nay mình đã chia sẻ xong với các bạn món dưa chuột muối sổi. Nếu bạn nào đấy thích video của mình, hãy cho mình một like, một nút đăng ký để ủng hộ kênh của mình, để mình có những cái động lực tiếp theo để là ra những cái video sau tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau.